Em Giang này lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái bộ sản phẩm mũi khoan lộ ống nước nhá. Đây là mũi khoan đánh dấu ống nước. Đấy. Đây nhà em có các kích cỡ luôn, từ to đến nhỏ, kích cỡ đấy, các loại ống luôn. Đấy, anh chị em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhá. Hàng này nhà em là làm bằng thép, hàng thép cao cấp chống rỉ. Đấy. Độ bền rất cao, rất chắc, không lo han gì đấy. Bây giờ các anh đánh dấu những cái lỗ ống nước mà mình cứ khoan những cái mũi khoan thông thường thì nó rất là mệt, mất thời gian, không chuẩn. Nhưng cái hàng này đây, cái hàng này các anh đo đây, nó trên mỗi mũi khoan của em đều ghi hết các diện tích, như là cái này là ống 25 này. Đấy. Đầy đủ luôn. Đấy, đây đều là hàng 25 này. Hàng này là hàng 32 này. Tất cả là đều là làm bằng thép cao cấp nhá. Rất là sắc bén và làm rất nhanh, ngon lành luôn. Các anh chỉ cần nắp vào khoan, thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Xin chào và hẹn gặp lại.